mọi người, ở video này mình chia sẻ về cách làm các món bánh từ bột nưa nhanh chóng và tiện lợi. Thức ăn nhanh nhưng không phải là mua ở cửa hàng mà là đồ nhà làm. Nguyên liệu thì siêu đơn giản luôn. Chuẩn bị bột nưa và 1/2 chén nước. Cho 1/2 muỗng bột vào 1/2 chén nước, khuấy đều. Cho hỗn hợp lên chảo, bắt bếp, khuấy đều. Mục đích của việc này là giúp cho bột nưa có độ kết dính, độ dai dẻo theo ý định của người làm bánh. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ bột và nước, bột chín sẽ khô đặc lại và có màu trong. Tới bước này là bạn có thể dùng bột để ăn ngay rồi. Bạn có thể thêm đường ngay vào công đoạn trộn bột và nước, chỉ khác là thêm đường vào ở bước này. Nhưng ở đây mình không hướng dẫn cách ăn bột nưa. Vậy nên, để làm các món ăn hấp dẫn hơn thì đừng vội ăn nhé. Bột vừa chín tới là có thể tắt bếp ngay. Đổ một lượng bột khô vào, trộn đều hỗn hợp trên. Thì đó là thành phẩm của bước tạo nguyên liệu cho các món bánh. Làm đến đây là mình nghĩ các bạn cũng biết việc tự làm đồ ăn nhanh thế nào rồi. Trên cơ sở tạo ra hỗn hợp bột dẻo này, bạn có thể sáng tạo ra vô vàn món ăn. Ở đây mình có thể kể đến như món chè trôi nước đơn giản, các món bánh canh, bánh ít, bánh bột lọc. Chỉ cần có thói quen tự làm các món ăn, bạn sẽ hạn chế rất nhiều việc tiêu dùng các đồ ăn tiện lợi ở cửa hàng. Vì vốn dĩ, những món ăn tiện lợi thường không tốt cho cơ thể, tiềm ẩn nhiều chất bảo quản, hao hụt chất dinh dưỡng tự nhiên sau nhiều quy trình.